À, xin chào các em à, chào mừng các em đến với khóa học uh, Java sau khi mình học uh, môn uh, lập trình web và JavaScript thì bước tiếp theo của mình thì mình sẽ chọn ngôn ngữ Java để mình bắt đầu vì uh, thông qua ngôn ngữ Java mình sẽ hiểu sâu hơn về uh, thế nào là lập trình thì cộng đồng đã build uh, sẵn khóa học uh, Java Core thì trong này có phần đầu tiên đó là uh, phần thông báo thì mọi người sẽ nhận được những thông báo từ anh và từ cộng đồng. Ngoài ra mình sẽ có cái forum để mình thảo luận các chủ đề về Java. Mọi người có thể download tài liệu Java thông qua cái link này. Thì trên này là anh đã tập hợp rất là nhiều tài liệu liên quan với Java thì mình có thể download ở đây. Đó là tài liệu sách. Để lập trình Java thì bọn anh hay sử dụng cái tool gọi là IntelliJ thì mọi người có thể download cái tool IntelliJ ở đây. À, trong quá trình làm nếu mà mình gặp khó khăn thì à, mọi người có thể là vào group này ở trên facebook thì à, bọn anh sẽ hỗ trợ à, những câu hỏi à, liên quan tới à, lập trình java à, ngoài ra còn một phần quan trọng đó là à, có phần suy nghĩ kỹ cải thiện thì sau khi mọi người học xong mọi người có muốn à, cộng đồng cải thiện cái khoa học java này những gì thì mọi người ghi vào đây thì lúc đó anh và cộng đồng java sẽ cải thiện cái phần khoa học Java Core này. Thì trong khoa học Java Core, mọi người sẽ học qua phần biến, kiểu dữ liệu và toàn tử Đấy là những cái rất là cơ bản về Java. Sau đó là mình học qua các câu điều kiện như if, câu điều kiện switch. Sau đó mình học vòng lập, mình học mãn, mình học hàm. À, cái quan trọng nhất đó là mình sẽ học lập trình hướng đối tượng là gì. Thì trong cái phần lập trình hướng đối tượng những lý thuyết này thì bọn anh lại từ những dự án thực tế mà một anh làm, mà anh đưa vào đây để giúp mọi người hiểu sâu hơn à, lập trình hướng đối tượng trong thực tế là như thế nào. Sau khi kết thúc bài học á thì mình có một cái gọi là case study thì mọi người sẽ làm một cái bài tập lớn về quản lý một hệ thống khách sạn. Sau khi mà làm case study xong thì mình sẽ thi chứng chỉ Java call, thì mọi người sẽ hoàn thành à, 15 trên 20 câu hỏi thì mình sẽ có chứng chỉ. Anh và cộng đồng hy vọng À, thông qua khoa học này thì giúp mọi người sẽ hiểu sâu hơn về Java khoa học này chính là khoa học à, nền tảng để giúp mình sau này lập trình thật là tốt thì chúc các em thành công